Giờ phải báo tôi biết tôi đi đâu chứ. Chương trình cũng phải báo rõ ràng chứ. Còn không tôi lên phường. Anh tài xế ơi, lên phường, anh tài xế ơi. Này làm gì bí mật dữ trời. Nhưng đang ăn dắt tôi đi trời. Có mình tôi bị bắt à. Mấy đứa kia thì không bị bắt. Ai ơi. Rồi những anh em còn lại làm gì ta? Sẽ giải đố hả? Sẽ giải bài toán gì đó phải tìm ra Trường Giang hả? Cũng thú vị á. Hy vọng là Vinh sẽ giải được. Mà sẽ tìm ra được cái nơi mình sẽ bị canh giữ ở đây. Thấy không? Chắc chắn là Vinh giải được luôn á. Vinh giải mới nó hay lắm. Trước kia mình tướng Vinh Lâm mà vô một đội để giải nè. Chắc mùa sau mình mới xuất hiện trở lại được. Hướng này là đi về Tam Kỳ đó. Nhà tôi á, tính ra ở ngoài miền Trung mình cũng công việc cũng khó khăn ha. Mùa mưa, mùa nắng rồi mùa lụt nữa. Bà con khổ đủ điều hết. Vậy mà còn dằn xé anh em chi vậy? Nè, nhìn đi. Toàn là cát, là cái này mà hồi xưa mà chưa có du lịch đến cùng. Nó còn nghèo nữa, bây giờ là còn đỡ rồi đó. Giờ có bất động sản rồi cũng đỡ rồi đó. Đó, tới Tam Kỳ đó mười, tới Tam Kỳ rồi. Tam Kỳ là tới nhà tôi rồi đó. Lát lên trên đường đều phải là chạy thẳng về chỗ Bùn Binh là nhà tôi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái cầu này. Cái cầu này nếu mà có chiếc xuồng quẹo trái á, mình sẽ trèo xuống đây khoảng tầm 5 phút thôi là sẽ tới cái nhánh của sông Trường Giang, là tên của Trường Giang là được đặt từ cái nhánh của sông này mọi người ạ. À. Mới đi ngang qua Ủy ban dân phường Hòa Hương á mọi người. Thôi đang chờ chứ có chợ Hòa Hương thôi. Quê tôi mà sao tôi không biết được. Chợ Hòa Hương là kéo lên sân vận động Tam Kỳ, là gần nhà của Trường Giang ngày xưa ở cái nhà đầu tiên. Nơi đó có những cái cô mà 60 mấy 70 tuổi á, là mỗi lần Trường Giang về ra là bà vẫn cùng nói là ủa tí về hả con, tại nhà tí. Trời hồi xưa mẹ mày tội lắm. Mẹ mày là bạn thân của cô, giờ mẹ mày chết rồi cô vẫn còn sống. Mà con không biết cô đâu, tại lúc đó con có 2 tuổi thôi, lúc mẹ con chết con 3 tuổi. Chương trình đã chuẩn bị 3 lồng chim và 10 viên đạn gà. Anh sẽ dùng đạn để bắn vào những chiếc lồng chim, bắn trúng vào 3 chiếc lồng tương ứng với 3 số tiền 50.000, 100.000, 200.000. Tổng số tiền bắn trúng được chính là tổng số tiền anh có thể đi chợ. Trời ơi, nói thiệt chứ chợ Hòa Hương mà khỏi cần tiền vô cũng đủ no luôn á. Ở đây bà con không à, vô là bà con cho khỏi cần tiền luôn á. Lỡ rồi lấy cái tiền nhiều luôn đi. Lấy gì vậy? Có lỗi nhỏ đi, có lỗi nhỏ hả? Chết rồi. Chết rồi, khó nha bà con ơi. Chỉ cần một cái thôi, chỉ cần một cái 200 là đủ mua đồ ăn rồi. Ôi, cái bà to đây nè. Thôi mà chơi thì chơi tấu luôn. Thôi. Gần hết rồi mà không có một đồng nè. Đủ nấu bữa cơm rồi đó mọi người. Lấy đừng nấu đâu lại. Đủ 200 là lấy đừng. Đủ 200. 200 là đủ nấu bữa cơm rồi. Tóm 1.000, 200.000. Khó lắm nhưng chùa lắm. Đây. Tiền thưởng. 200.000. Bây giờ 200.000 này em phải đi chợ và nấu cho 8 người ăn. Đi mua cho. Để phải đưa ta mà. Không, cái tiền chúng ta tiền thưởng hả? Tiền của chương trình mà. Tiền của chương trình. Chị, cái này có nước không vậy? Có. Bán ra. 100 bò kỹ. Là loạn 10 bò ngon.
Trời ơi. Cho dùm con tí hấy nữa kìa. Không, hai loạn thôi. Dạ nấu canh, tóm ngang đủ rồi. Hai loạn nhiều mà. Ê, không có là chuẩn bị là lấy món tốt đúng không? Dạ. Là bao chín rồi giờ lấy. Trời ơi, hai loạn 26 ngàn mà chị múc thêm thì nó lấy 25 ngàn thôi. Cái này mua bỏ ra muốn là y xì. Cho 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 nước thêm nữa kìa. Thơm lắm mọi người ơi. Loại gà nu hả? Đáng tao đó, gà nu hả? Nửa con nhiêu tiền? Tại vì chị hiểu không? Nấu mắm á, nhiều bạn không biết ăn. Gà thì ai cũng biết ăn. Khoan, từ. Tại vì nấu mắm á mọi người ơi, mấy bạn không biết ăn. Mắm nêm mấy bạn nhiều bạn không biết ăn. Rồi nấu mút gà. Dạ chạc miếng giùm em luôn. Nửa con gà này nhiều lắm đó, chứ đừng có giỡn. Giờ mua thêm miếng xả nên là xong rồi. Bỏ ra muốn nấu canh thôi. Mua bịch mắm dưa nữa thôi. Có cái là cái xây dựng thì nó đỡ hơn một xíu. Cho mình nhìn vô mấy cái nhà này. Vô. Dạ. Vô chạy đó. Dạ con mới về. Dạ. Người ta nhắc nhà một những nhà cũ hết á, để sơ lại thôi chứ không phải xây mới đâu mà. Vô hả vô? Dạ con mới về. À con mới về à? Dạ. Dạ chị mua giấy dạ không? Dạ con chắc cho chút chiều đi. Quá ai vậy gấp hả? Dạ chú khỏe không? Bình thường đấy không? Dạ. Ủa bảy? Sao vậy? Người ta chơi chuẩn bị. Thôi thôi đi về đi. Bà dì ruột đó là em ruột của mẹ đó. Ủa bảy đây làm gì đây vậy? Đứa hả? Nhà là chỉ toàn mấy cậu thôi, chỉ có hai người gái là mẹ Trường Gia với lại dì là mẹ thì mất rồi. Giờ là dì là kế mẹ dì thứ bảy, mẹ Trường Gia là thứ năm. Ở giữa có một cậu nữa. Đâu quay con về nhà hả? Để về nhà hả? Đó có bàn thờ của mẹ luôn, mẹ Trần Giang luôn. Ủa mày chết? Hello. Hello. Hai Đăng Hoàng. Hai Đăng Hoàng đang đồ án hả? Hai Đăng Hoàng đi chợ mua đầy đủ luôn. Mới ăn kinh đó. Ý là không dám mua mắm rồi, mắm miếng không biết ăn. À, đúng rồi. Đây mua gà cho nó an toàn. Mua gà chứ mua rau muống nấu nha. À. Nấu hánh đó. À nó canh nó rau muống hả? Ừ, rau muống nấu hánh. Chứ nấu là lạ là mấy bạn ở trong kia không biết ăn. À. An toàn là gà thấy được. Nhưng mà về đâu bà xỏ nó về không? Không, bà xỏ không về. Sao đó? Không đi làm chương trình mà lại về. Đây, như những gì đã mua. Chỉ có chừng đó thôi, không thể hơn được. Giờ mình sẽ ướp trước. Nhà có gì dùng nấy, không thể nào đẹp hơn được.
đã có sẵn hết rồi, chúng ta chỉ nấu thôi, đơn giản. Đây là hến, còn đây là cái ruốc mình sẽ trần sơ qua tránh bị cát. Thật ra đó, hồi nãy người ta bán tôm tươi ngon lắm mọi người, tôm đất á, nhưng mà giá nó thì mình không đủ tiền để mua, mình có 200.000 thôi, cho nên mình chỉ có ăn tép. Nhưng mà tép cũng ngon lắm á, mình sẽ chế biến lại cho nó ăn ngon lắm á. Mình sẽ trộn với lại cái rau đắng đất ngoài này nè, rau đắng đất quê nó ngon lắm, rau đắng này rất là tươi và ngon luôn, trộn với cái ruốc này. Nước mắm Cholimet chút xíu thôi nha mọi người. Rồi, nước mắm vô nó dậy mùi. Trời, hai lạng gì mới biết, để mua lạng thôi đỡ không tiền. Trời ơi, sung sướng quá vậy. Trời ơi, cực gì đó mà cực. Trời ơi, cực gì đó mà cực anh ơi. Tất cả hình ảnh là chương trình dựng lên thôi. Này kia biết ngay mà trường sáng em đói rồi, ông đi nấu ăn. Thật ra nấu ăn này lại là một cái sở thích của anh già chứ có gì đâu. Thôi rồi. Anh già ơi, bị cha tấn. Trời ơi, nào thì bị chối. Cái này là giống như là nhà của anh Giang vậy đó, phải không? Đây là nhà thờ tổ của gia đình luôn. Anh ơi, anh báo tiền quá. Toàn chơi game phải rồi lỗi lên nói xuống được cứu anh đó. Cuối cùng thấy anh sung sướng quá không? Trời ơi, anh cũng rất là cay đắng. Chỉ có 180 mấy ngàn mà làm nguyên mâm cơm này đó. Trời ơi, ngon quá. Ngon quá hả? Canh hẹ. Gà quá. Có xả nghệ. 180 mấy ngàn mà có con gà luôn. Thơm á. 185 ngàn. Mà sao có con gà thấy gì? Gà hàng số đúng không? Rồi dọn cơm, dọn cơm, dọn cơm. Dạ. Mà nói là hả, anh bị này bị kia. Ôi, đang đói bụng. Đây mình dọn rau lên đi. Bữa nay là bữa ngon nhất trong ngày nha. 185 ngàn. Trời ơi, 185 ngàn đúng không anh? Đó, anh làm nguyên mâm cơm đó. Quá trời. Lên bàn, lên bàn, lên bàn. Dạ. Rồi, dùng em lấy đồ cơm đi, đồ ơi. Gà kho sả nghệ, đó là canh hến rau muống. Wow. Hôm nay là rau đắng trộn với lại tép. Tép. Cái này tép á. Wow. Xin mời. Yeah. Yeah. Mời anh nha. Ngon quá. Ngon quá. Ăn mời ơi. 185 ngàn. Hay. Sao mà 185 thì chắc hả vừa mua vừa xin. Không. Đây bằng chứng là biên tập làm chứng là không xin một cái gì của bà con cho. Cho không ấy luôn. Nhưng mà không nhận tại vì mình đang thử thách mà. Chứ mà sao mà rẻ vậy? Thì không trời. Ủa mà anh Giang tiền đâu anh có vậy anh? Anh chơi trò chơi chương trình. Chơi trò chơi mới được tiền đúng không? Trời ơi, bữa ăn ngon nhất trong ngày không? Nè, ăn thử đi. Không có chết đâu, ngon. Dạ.
ơi, nãy mình chơi vậy mà anh Giang anh không làm được chứ mình tức lắm luôn á. Mình tức lắm luôn á. Đúng không? Cậu về mệt mà đói không có ăn cái chớ luôn. Nổi lên nói xuống với anh đó. Trời ơi. Nổi lên nói xuống đúng nghĩa luôn nha. Nói luôn á. Mà lúc mình chơi mình lúc nào trong đầu suy nghĩ sao là cái câu gì đó. Anh Giang ơi, cố lên. Đúng rồi. Em tới với anh Giang. Thôi, để tôi về tôi coi số này. Cái món này lần đầu tiên em ăn nha. Rau đắng mà trộn với ruốc nha. Ở nhà anh hay làm rau lắm. Rau má trộn tôm ăn chưa? Nếu như mà là cái ruốc này nè, em thích rất thích cái con ruốc này. Anh làm kỹ lắm, anh ngâm rồi anh rửa. Cực kỳ ngọt. Đúng không? Thì tính là ruốc khô cái mùi nó dậy hơn tôm khô. Đúng rồi, thơm. Ủa, cái mắm xuất sắc nha. Nhưng mà cái này anh bóp chanh rồi anh. Chanh đường rồi đó. Chanh đường. Anh được là chương trình cấp cho 200.000. Anh đi chợ 185.000. Thì trong lúc đi chợ anh đói quá, anh còn 15 ngàn, anh vô anh ăn bánh bèo. Anh ăn bánh bèo. Ăn bánh bèo. Trời ơi. Anh đói mà anh cũng để ý anh đói nè. Anh để ý anh đói, quan trọng cái đói của anh. Tôi đi làm mà tôi nhớ cho anh. Mà 15 ngàn anh ăn có đúng chén bèo rồi, còn lại quay phim ăn hết. Trời ơi. Quay phim ơi. Ngon quá ha. Đây là nhà thờ tổ bên 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 phía ngoại, trong đó là có ông ngoại bà ngoại, có bàn thờ mẹ anh trong đó luôn. Mộ mẹ anh thì cách đây 15 phút nè. Chúc mừng nha, anh thượng lộ anh đâu gì bên đây chú sự. Dạ thôi, chúc mừng anh Giang nha, chúc mừng tụi mình luôn vượt qua tất cả các ải và chúng ta vẫn bên nhau. Đúng rồi, chúc sức khỏe. 1 2 3 vô. Để thực đơn bữa trưa thêm phong phú, chúng tôi có chuẩn bị một số loại bánh ngọt tráng miệng. Để giành được phần bánh tráng miệng này, các bạn phải hoàn thành một thử thách chương trình đưa ra. Với những lon bia có sẵn, các bạn hãy uống một lon bia sao cho có thể dựng lon bia nghiêng 45 độ. Nếu 5 trong 8 thành viên dựng được lon bia, các bạn sẽ hoàn thành thử thách. Rồi xong. Rồi Vinh xong. Rồi Chris thành công. Tuấn thành công. Ủa? Vậy lại em. Dạ. Lót như đủ hết đó nha mọi người. Rồi, ok. Rồi xin mời món tráng miệng nhìn cho các bạn bây giờ. Trời ơi, nước ơi. Trời ơi, nước ơi. Có lẽ mua bánh dừa nướng, bánh dừa nướng ngon. Đây có bánh dừa nướng, lại bánh đậu xanh nướng mà nhưng mặn á, ngon lắm. Ui. Bánh này em chưa thấy bao giờ. Bánh này chưa thấy bánh này bao giờ. Để rồi đây. Đường thốt nốt quá. Giống như ở đây gọi là bánh thuận mà không phải đâu. Bánh thuận, cái này phải bánh thuận. Bánh thuận là nó cùng tách ra nữa. Bánh bông lan thôi. Cơm thôi. Bông lan, bánh thuận là cùng tách ra nữa. Chào anh em. Dạ, cậu mời cậu. Chào em cháu này. Đây là cậu thứ 6, tức là kế mẹ anh, mẹ là thứ 5. Đó là vợ cậu. Là anh kia là bà Chít á, Chít là 6 đó. Chào bà. Rồi, chào con. Rồi, bà kia là dì 7. Mà bên ngoài anh có hai chị em gái là mẹ anh với dì 7 thôi. Hôm nay á là cậu mà cũng như là dì rất là vui. Dạ. Đón cháu Trường Giang về với ngoại. Dạ. Đặc biệt là cũng được gặp gỡ tất cả các nghệ sĩ. Mà lấy lao này phải nói rằng là gia đình rất ái mộ. Dạ. Hôm nay được gặp đông đủ ra thì xin được lời có lời chào mừng trước. Dạ. Và xin được chúc sức khỏe. Cảm ơn Trường Giang là cả cháu, cũng đồng thời cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã có mặt ở đây, quê hương Quảng Nam, Tam Kỳ, Quảng Nam. Rất cảm động. Một lần nữa xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cậu. Có đại diện cho mấy anh em, trong đó thì cũng có anh Giang là một người anh cả của nhóm. Dạ, cũng cảm ơn gia đình chúng ta ngày hôm nay cũng có một khoảng thời gian để đón tiếp tụi con. Tụi con muốn gửi lời chúc gia đình mình là nhiều bình an và lúc nào cũng có niềm vui trong gia đình, trong cuộc sống và mọi sự đều hanh thông hết. Dạ, cảm ơn gia đình mình ngày hôm nay đã tiếp tụi con. Cảm ơn gia đình ạ. Dạ. Dạ, nhân đây thì nhóm tụi con có một ca sĩ muốn gửi đến một bài hát. Mời Lâm. Mời Lâm. Xuân xuân ơi xuân đã về, có ngày nào mùa trồng trời xuân đến. Xuân ơi xuân đã về, kính chúc con người gặp nhiều an vui. Con người gặp nhiều an vui. Xuân ơi xuân đến rồi,
Kính chúc mọi người gặp nhiều an vui. Đây chính là đường Cừa, nơi mà gọi là điểm check-in của giới trẻ khi đến với lại thành phố Tam Kỳ. Wow. Mùa này là do á là mùa đông cho đến rụng lá để bảo vệ cây, chứ mùa mà nở hoa là mình đứng ở dưới này mình nhìn không thấy bầu trời. Wow. Nó xum xuê mà nó thơm. Màu trắng không anh? Ừ, mà thơm lắm kìa. Màu gì anh? Trắng. Trắng. Còn đó chính là ngày xưa, nơi tôi đã từng ngồi với các anh em của tôi. Đúng. Là hãy nhìn hình đây. Đó, có chút ép rồi, bây giờ lớn rồi. Mình đi dọc bên đây mình ngắm cảnh nha. Dạ rồi. Mặt trời đang xuống rất là đẹp. Mùa này là không phải mùa lục, chứ mùa lục là nước sông dâng lên là nó tới cái chỗ cái bậc bê tông này luôn nè. À. Cho nên người ta phải xây cái đường nó cao lên á. Mọi người thấy vừa rồi có đợt bão vừa rồi là gãy hết trơn, tội ghê không? Gãy hết trơn luôn nè, chứ đợt trước là nó xung xuê lắm. Mùa này mình có thể thấy như vậy đó, chứ mùa mà nó hoa ra hoa đẹp khủng khiếp lắm. Mà đẹp. Và nhiều lễ hội tổ chức ở đây lắm. Lễ hội kiểu như lễ hội gì anh? Lễ hội văn hóa, lễ hội ẩm thực, lễ hội du lịch rồi đó. Tôi làm ngay dưới này luôn. Làm ở đây luôn. Đây là cái nơi gọi là kỷ niệm tuổi thơ của anh luôn á. Và cũng là đặc trưng của thành phố Tam Kỳ, đây là nơi rất là đẹp luôn. Anh thấy là có cái lá nó mọc trên thân luôn, là sẽ có mùa nó đầy thân luôn đúng không? Cái này là cái dây leo của tầm gửi. Cái loại khác thôi, tầm gửi. Còn cái lá của cây này hiện tại đã rụng hết rồi. Nhưng mà ấy là nhìn giống như cái lá nó mọc ra đẹp thân luôn. Nhìn y chang thiệt đó. Xưa người ta còn đánh bắt cá dưới sông Tam Kỳ thì nhiều lắm. Đây là sông Tam Kỳ nè. Cái nhánh này chạy xuống đây nè. Nhánh chạy xuống đây thì có một cái nhánh rẽ qua sông Trường Giang. Sông Trường Giang là đi ngang cái nhà của bà ngoại anh á, là cái cầu ha. Là tên là sông Trường Giang, là tên anh đặt theo tên con sông đó. Là con sông đó là không có đầu và không có cuối. Người ta là suối ra sông, sông ra biển đúng không? Yeah. Thì con sông Trường Giang là tên anh á, là hai đầu đều ra biển. Một á là bên núi Thành gần sân bay á. Yeah. Là ra biển. Hai á là đầu bên đây cũng ra biển ngay cửa đại á. Địa điểm tiếp theo của ta là gì vậy anh Giang? Chắc là ban tổ chức muốn ta đi Hội An. Wow, Long Đền. Gì? Long Đền. Long đèn đây là tưởng Long Đền phố cổ hay đặc đẹp đó. Dạ. Đỉnh cao về đẹp luôn, có nhiều địa điểm đặc biệt. Đúng rồi, với lại đứa em cũng có ước nguyện buổi trưa em có ước nguyện là thả đèn. Phải lồng đèn. Để làm gì? Anh? Em nói là mỗi năm thắp đèn trời cầu cho anh Giang sống đời tụi em. Thôi đây. Trời ơi.